Hello, mới đây. Video ngày hôm nay sẽ là skincare dành cho bà bầu. Ta-da! Tôi đã có bầu đến tháng thứ 6 rồi và tình hình làn da của tôi nó cũng đã bị xí đi khá là nhiều. Sau khi mà tôi có bầu thì mụn nó lại bắt đầu nổi lại thường xuyên hơn, đặc biệt là khu vực ở dưới cằm, hai bên quai hàm và trên trán. Ngoài ra thì da của tôi từ trước đến giờ vẫn có cái vấn đề là không đều màu ở khu vực quanh mũi và quanh miệng. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ mọi người cách tôi chăm sóc da cả một ngày dài. Đầu tiên sẽ là chu trình dưỡng da buổi sáng. Ngủ dậy tôi sẽ sử dụng Balm AT Cleansing Foam, là một loại sữa rửa mặt có kết cấu kem đặc, tạo bọt rất là tốt. Nó thơm mùi trà nhẹ nhẹ. Cái này thì làm sạch nhẹ nhàng, rất là phù hợp để sử dụng vào sáng sớm khi mà da của chúng ta không quá dơ và nó cũng không có làm cho da bị khô căng. Vào buổi sáng thì tôi tập trung sử dụng các sản phẩm trị mụn. Đây là toner bí đao của Cocoon mà tôi rất thích. Cái này có tinh chất bí đao, rau má, tràm trà, mát da, giúp cân bằng độ pH. Và khi mấy thím sử dụng lâu dài thì nó sẽ làm giảm tiết dầu nhờn, thì theo đó chúng ta cũng sẽ bớt mụn ẩn hay là các loại mụn khác hơn. Đồng thời là nó giúp cho lỗ chân lông thông thoáng và có mùi thơm rất dễ chịu của tràm trà. Hồi mới cưới xong thì tôi đã mua đến 4 chai tinh chất của hãng Baskin và tôi thấy chai nào xài cũng ok hết. Đây là Collagen Balm sẽ cung cấp cho chúng ta collagen, làm cho da ẩm mềm. Cái chuyện có cung cấp collagen hay không thì tôi cũng không biết, nhưng mà thực sự thì nó sẽ giúp cho da ẩm và mềm hơn. Đằng nào cũng mua rồi nên tôi vẫn cứ tiếp tục dùng ý. Chai này thì chắc các bạn không còn xa lạ gì nữa rồi vì tôi đã khen nó trong vài cái video trước. Nó cung cấp hyaluronic acid giúp cho da đủ nước, căng mọng, mềm mượt hơn. Sẽ phù hợp cho những bạn da thường tới da dầu nha, không làm cho da của chúng ta bị bí bách. Tiếp theo chính là ngôi sao trị mụn của lòng tôi, chai Shock Balm của Baskin, có tinh chất ngải cứu. Thật sự là tôi cảm thấy da tôi rất hợp với cái chai tinh chất này bởi vì từ sau khi sử dụng nó thì da tôi có tiến triển tích cực rõ rệt. Trước đó tôi sử dụng Tretinoin để trị mụn, nhưng mà sau đấy thì kiểu là da bị ửng đỏ nhiều và nó bị chững lại, không có tiến triển thêm nên tôi chuyển sang chai này và thấy da ok hơn hẳn. Còn đây là kem dưỡng mà tôi sử dụng vào buổi sáng của The Face Shop, Yewadam Artemisia. Cái này là dạng gel màu trắng đục và nó có mùi siêu thơm luôn mọi người. Thoa lên da thì cực kỳ nhanh thấm và nó làm cho mình rất là thư giãn luôn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là kem chống nắng. Đây là Roman Daily Sun Filter. Tôi dùng loại Daily Pick. Khi mà bóp ra tay thì mấy thím sẽ thấy nó hơi hồng hồng nhưng thực tế nó chẳng có cái màu gì hết trơn á. Bôi lên da chỉ thấy da căng và bóng hơn thôi chứ hoàn toàn không nâng tông một tí xíu nào cả. Đây mấy thím có thể quan sát, da tôi không hề thay đổi gì, không che phủ được một chút xíu nào hết. Chỉ có thấy nó bóng bóng hơn thôi. Tôi sẽ chờ 5 phút rồi apply thêm một lớp nữa, thế là hoàn thành chu trình buổi sáng. Và ok, chu trình buổi tối đây. Tất nhiên là sau một ngày dài như thế thì mọi người sẽ phải tẩy trang rồi. Hiện tôi đang sử dụng nốt chai Glanmore Detox Gel Line này. Nó sẽ có một cái lớp giống như kiểu lớp sét khoáng đọng ở dưới chai á, và mọi người sẽ lắc đều lên rồi sử dụng bông tẩy trang để lau sạch mặt là được. Tôi mặc dù ở nhà cả ngày nhưng mọi người có thể nhìn là miếng bông của tôi vẫn rất là dơ. Thật sự là tôi không bước chân đi đâu luôn ấy. Nên là dù có ở nhà thì mọi người cũng nhớ tẩy trang ấy. Buổi tối tôi sẽ sử dụng các sản phẩm làm sáng da và đây là sữa rửa mặt nghệ của Cocoon cùng với máy rửa mặt Jovera S. Sữa rửa mặt này thì nó có nghệ và AHA nên tôi nghĩ là dùng buổi tối thì sẽ ok hơn là dùng ban ngày. Rửa rất là sạch, tạo bọt ok, thơm mùi nghệ nhẹ nhàng mà lại không làm da khô căng. Đi kèm với đó là toner cũng của dòng nghệ Hưng Yên luôn. Cũng có AHA luôn nha mọi người. Nói chung có bầu thì dùng AHA được chứ mọi người đừng dùng BHA, retinol hay tretinoin này nọ nha. Cả hai sản phẩm này tôi dùng đều thấy rất là ok. Dùng đều đặn thì mọi người sẽ thấy da nó có sáng lên ý. Và tiếp theo sẽ là Baskin Whitening Balm. Cái này thì các bạn đọc tên là biết nó có tác dụng gì đấy. Cũng là các tinh chất làm sáng da thôi. Nó có màu hơi cam cam nhạt và rất là loãng. Cái này nó có mùi hơi khó chịu nha mọi người. Tôi không thích cái mùi này tí nào. Được cái là nó làm ẩm da ok lắm. Và Baskin Hyaluronic Spa Toner sẽ là bước tiếp theo. Cái Hyaluronic thì tôi dùng cả sáng cả tối từ xưa đến giờ, không bao giờ quên. Quên bước nào chứ không bao giờ quên cái bước cấp nước cho da này. Tại vì dùng xong thì rõ ràng là da nhìn rất là thích luôn, căng mà mịn và cảm giác ấm nữa. Dạo này thì tôi dùng GGG Whitening Serum hay còn gọi là serum màu hường, cực kỳ dễ thương này. Hôm bữa tôi đã xài hết cái lọ nhỏ 10ml rồi và bây giờ đang chuyển sang lọ 30ml. Cái này có thể làm sáng da của các bạn thấy được trong vòng một tuần luôn ý. Rất xịn và đặc biệt là nó có cái mùi rất dễ chịu luôn. Buổi tối thì tôi ngủ máy lạnh và từ hồi có bầu da cũng khô hơn nên tôi sẽ sử dụng thêm em Essence này của hãng April Skin. Đây là dòng hoa cúc, có mùi cực dễ chịu và ở trong tinh chất thì nó có cả mấy cánh hoa cúc vụn vụn nữa. Và nó cũng rất là ấm nha mọi người. Tôi sẽ kết thúc chương trình này bằng em La Roche-Posay CC Plus B5. Cái này thì nó quá nổi tiếng rồi. Cái dòng kem thì tôi cảm thấy nó hơi đặc và bị bóng nữa nên là tôi chỉ sử dụng vào buổi tối thôi. Tuy nhiên thì khả năng phục hồi da của em ấy rất là đáng nể và xài được siêu lâu luôn nha mọi người.
Người ta thì môi hồng tự nhiên, còn tôi thì môi khô tự nhiên quanh năm suốt tháng luôn, nên không thể nào mà thiếu được bước dưỡng môi. Trước đây thì tôi hay sử dụng Vaseline nhưng dạo này hết rồi và chưa đi mua được, nên chuyển sang dùng Tạm Q của chị cho chứ không có tiền mua. Bôi một lớp dày rồi sau đó tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi. Đó chính là chu trình dưỡng da của tôi trong vòng một ngày. Và một tuần thì tôi sẽ sử dụng cái tẩy da chất cà phê này một lần. Cái này thì nó là hạt cà phê xay nhuyễn mix với bơ cacao, cực kỳ mịn luôn mọi người ạ. Cái hạt của nó rất bé, mịn và thơm nữa. Khi dùng xong thì da sẽ mềm, sáng và mịn hơn thấy rõ luôn. Ngoài ra thì cứ 2 ngày tôi sẽ đắp mặt nạ một lần. Và trong hình là hai loại mặt nạ đất sét suối bọt đắp lên rất là vui luôn. Vừa làm sạch sâu vừa nhột nữa. Đây là mặt nạ cho núi lửa của Innisfree. Và hai loại mặt nạ của Cocoon là Bí Đao và Nghệ. Cái Bí Đao rất là thích hợp với mấy bạn da mụn nha, nên mua. Hai loại mặt nạ giấy của Maycreate mà tôi đã dùng nhiều năm nay. Móng, nhẹ, dai, mịn và đặc biệt là rất rẻ, cấp nước tốt. Cái lọ là mặt nạ trà đen của Bremen, thuộc hồi da, ok. Bên cạnh là mặt nạ nhau thai và mặt nạ Tea Tree của Medihill. Ngoài ra thì cứ khoảng 1 tháng tôi sẽ lột mụn một lần bằng cái mặt nạ này. Chichichi Wonder Crush Glow Glitter, đắp lên vừa xinh xắn đáng yêu và lột được một lượng mụn cám nho nhỏ. Đấy, thế là toàn bộ những gì tôi dưỡng da trong mấy tháng này tôi đã chia sẻ hết cho mọi người rồi. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bà bầu nha. Bye bye.